Ơi, kính chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Máy Cày Nhật Bản Tuấn Tài nha. Hôm nay em mới về con Isuki. Isuki TA275 nha cả nhà. Con này là có trợ lực lái đàng hoàng, hai cầu mái che 4 chân. Hai cầu mái che 4 chân nha. Phía trước em nó có cái kính nè. Trơn tru luôn nha cả nhà. Đùi sau con này là thẳng đẹp rim nha, đùi sau thẳng đẹp rim cả nhà xem. Thấy không, đây là cái nước sơn rim của nó bị tróc ra nha cả nhà. Đó, lâu ngày qua thời gian thì em nó bị oxy hóa nên là tróc ra. Đó, tróc ra cái màu đỏ 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 đây á. Phía sau em nó có cái đèn hậu là cả nhà sáng bưng bưng luôn ha. Đó, mái che 4 chân phía trước các ngôi. Mình sáng không? TA275 đi nha. Đi nha, vòi trợ lực lái. Siêu nhẹ nhàng luôn nha. Thương hiệu Isuki, Wirin luôn nha. Đây là cần rùa thỏ càng nhanh chậm. Đó. Tốc độ 15 km/h. Còn tour từ 2.500 đến gần 3.000 nha cả nhà. Tiếng lùi trên vô lăng. Đó. Còn tiếng lùi trên vô lăng nha. Con này vô lăng nó có chế độ gật gù nha. Mọi người cứ đạp ấn vào mạnh chân vào đây là chỉnh gần người mình hoặc là sát về cái đồng hồ nha, theo ý muốn. Còn cái đây là số chạy nữa nha cả nhà. Số chạy của em nó là 1, 2, 3, 4 này cả nhà. Đây là ben nha. Phía trước em nó là có cái kính nha cả nhà. Đó. Kính này nó giúp mình chống được gió bụi mưa tạt vào người. Ui, mái che 4 chân tầng nhanh chậm. Đây là gài cầu nha. Đó, tem hướng dẫn thông số cho cùng oxy. Xe engine này mọi người nhìn. Đó, mọi người nhìn xe engine luôn nha. Bên em chưa hề thì mấy chỗ này nó bị cháy. Đó, thấy không? Em nhìn thôi. Đó, nó bị cháy này.
nguyên rinh nguyên si về là em làm video luôn nha cả nhà nha. Lớp trước bên em thay lớp tyrone của Hàn Quốc rồi nha. Lớp mới tyrone của Hàn Quốc luôn, đẹp vip luôn. Thôi lớp tyrone Hàn Quốc mới luôn nha. Đây máy in Korea, mâm thì nguyên zin luôn. Đây con này thì ốc còn vàng, còn được vàng vàng sáng sáng xanh xanh tí. Còn đâu mấy cái ốc này cháy nè cả nhà. Ốc này nè, mua rồi các bác các anh muốn giảm lại bên đây thì giảm lại cho nha, giảm miễn phí nha. Lớp sau lớp béo bự luôn, lớp béo bự của Nhật luôn nha cả nhà. Ốc su chưa 11.2 24 gai em nó còn là khá đẹp luôn nha. Đây may Saban nè, đó ốc vít đây. Xung quanh mình nó thì xung quanh mình mâm của em nó thì đây hơi nước răng 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 xí nè cả nhà này, xí xí này. Có chỗ có chỗ không nha, có chỗ thì không hề có miếng nào. Đó. Có một xí xung quanh chỗ này nước sơ mình mâm xí xí chỗ này răng răng sơ sơ răng cưa đây. Gai còn tương đối rất đẹp, rất kẻ bự luôn. Em mở máy nha, động cơ ba máy nha cả nhà. Đó. Mấy cái bơm của mới toanh luôn. Đây là bình nhớt trợ lực còn đẹp luôn. Đó. Ốc vít nghe các nước mà con ngã nhà xem này. Còn vàng rín luôn nha. Động cơ ba máy 27 ngựa, máy ECP. Đó, heo bếp. Cái này mà trời trời này nó cái chỗ này là người ta lấy mã số khung nha cả nhà. Đây này. Đó, kiểm định. Động cơ của nó là 1498 lít. Đó. Ốc vít này. Các bạn nhà xem ốc vít này. TL29 hai máy đây. Cầu trước của em nó. Máy Isuki. Con này gọn nhẹ. Phù hợp với gia đình mình làm luôn á. Là hợp lý luôn nha cả nhà. Trợ lực lái 3 máy, 2 cầu. Máy che 4 chân. Cái này đất không nha cả nhà, bên em chưa rửa này. Đấy, em quay sát nhìn thấy toàn là đất thôi chứ. Đấy, đất bám đầy luôn. Đất này. Dơ lắm nha cả nhà.
dòng này thì cả nhà mình đi cuốn rơm là ngon lắm nha. Isuzu TA275 ba cầu hai máy, không quên ba máy hai cầu cho lực lái, máy che bốn chân. Đó. Nguyên zin luôn nha. Cặp đất trước bên em thay mới rồi. Đây. TA275. Nguyên xi luôn nha cả nhà. Bên em chưa có dặm vá lại, chưa có đánh bát, chưa có gì hết luôn nha. Em làm video luôn. Mọi người ai cần sở hữu con xe này thì nhắc máy liên hệ với em nha. Rồi, kính chúc cả nhà một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.